Xin chào các bạn ha. Thì mình là Tân, là chủ shop của Asia. Thì hôm nay mình có đồ chơi mới, cho nên là mình làm clip up lên các bạn xem. Thì hồi nãy là mình có quay rồi, nhưng mà thấy cái clip đó tối quá, cho nên là mình đổi sang cái chế độ sáng này ha. Thì các bạn có thấy là đây là một cái vòng bạc mà do thợ này mình làm nha. Và cái vòng này nó đặc biệt ở chỗ là nó có thể mở ra như thế này ha. Rồi các bạn có thể bỏ cham vô. Và cái hàng này thì mình sẽ đặt làm theo size tay của các bạn ha. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy là đó, mình có thể gỡ ra, gỡ cái cham lên như thế này. Rồi đó. Rồi mình còn làm cả cái chặn đá này nữa ha. Thì cái cục chặn này á, là lõi cao su nè, bên ngoài là bằng bạc. Mình có cung cấp luôn cả cái này, theo là những cái chân đá này là cũng là mình làm hết. Tức là những cái này mình để bạc thợ mình làm hết, các bạn thấy không? Ống của mình bẻ ra rất là nhiều ha. Một lần đặt như vậy rất là nhiều tiền, rất nhiều bạc. Bạc thì mình tự đi mua về cho thợ làm luôn, chứ mình không bao giờ mua lại bạc cũ hay là bất kỳ một cái bạc nào kém chất lượng hết. Ngay cả chỉ bạc này các bạn thấy không? Rồi các cái khe mà mình cũng đặt họ làm hết, chứ mình không có đi mua hàng sẵn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ với các bạn coi cái điều vi diệu ở đây. Nhiều bạn thì rất là thích đeo nhiều cham ha, rất là dễ thương, mà giống như kiểu Panora vậy á, nhưng mà lại không có tiền. Thì thôi, mình không có tiền thì mình chơi kiểu khác của mình lại đặc biệt hơn, khác hơn, không cần phải giống người ta. Rồi đây là một cái vòng đó, thấy là rất là chắc nha. Bây giờ các bạn mở ra ha. Đây cái mẫu của nó đây đó, thấy là ok. Thì nhiều khi các bạn nào mà mua hàng ở xa thì mình sẽ làm hai cái nắp này cho các bạn ha. Thì mình tiện bảo hành luôn thì giá của sản phẩm nó sẽ đẩy lên một chút, nhưng mà đấy là cái sự bảo hành của mình. Rồi và nếu như các bạn nào mà không muốn trả thêm tiền thì mình sẽ chỉ có một cái này, một cái vòng như vậy thôi. Tiếp theo bạn cứ thích trang nào thì bạn cứ bỏ vô ha, không có cần suy nghĩ nhiều ha. Đây là mình bỏ mẫu thôi, nhưng mình cũng không có lựa chọn nhiều lắm. Có con mèo này ta vào dễ thương đó. Đó, bỏ vô rồi đúng không? Xong cái bây giờ là bạn lấy cái chặn. Cái chặn này á, giúp cho phân đố đều các trang với nhau nha. Đó. Thì là cứ tiếp tục như vậy mình bỏ vào. Đó, mình có thể mua rất nhiều trang và mình thay đổi qua, thay đổi lại. Bữa này vui thì mình đeo tóc đỏ, bữa sau thì mình đeo kia nào. Xong thì mình sẽ đeo aquamarine, tức là tùy các bạn, hoặc là bạn có thể mua thêm cái cha mẹ ngoài đó, mình bỏ vô, mình thích cái gì mình đeo cái đó thôi. Cái này là freestyle nên các bạn thích đeo kiểu gì thì đeo à, nó không có bắt buộc là phải theo giống ai trên đó. Mình phân bố đều ra, mình bỏ thêm một cục này nữa. Bạn nào mà thích đeo nhiều nữa nha, nó sẽ phân bố đều ra như vậy, nó sẽ không có bị đẩy hẳn lên một bên, các bạn thấy không? Đó. Mình đeo nhiều nữa thì mình lấy thêm các cha một bên cái dây chuyền này ra cho các bạn. Đó, đây là cham gì đây?
Tức rồi bạn ơi. Tại vì hôm bữa mình theo mấy friend này vô á, mình định nó chắc cái dây á, rồi mình lấy cái này đi ha, để cọ bốn lá đi. Rồi đó, xong rồi mình lấy thêm mấy cái que này nữa, bỏ vô cái lăng hay nè. Đó, được cái là của mình nó khá là nhỏ nha, cho nên là nó sẽ vừa rất là nhiều loại jam. Chứ của Pandora thì nó hơi bự, nhiều khi bạn mua jam ở ngoài bỏ vô nó cũng không có vừa đâu. Ừ, xong rồi thì mình chỉ cần lấy cái này, mình xoáy vào, xoáy chắc vào thôi. Đó, dễ thương không nào? Đó, dễ thương không nào? Trời ơi, cô nàng nào thích tan chắc thích lắm luôn á. Dễ thương không?